bốn mùa. Bốn mùa ẩm thực. Bốn mùa. Hai nhiều cái gì? Hiện giờ trời cũng đang mưa đó nha các bạn, nhưng mà thấy quầy heo quay của chị Mai khách dẫn đến mùa đông nha các bạn. Hôm nay mình nhận thấy có chị Mai, ông Dượng, con dâu và hai cháu trai cháu gái của chị Mai cùng bán phụ nha. Thịt hôm nay cũng rất là ngon. Đây là xá xíu, cái bẹ xương đầu. Lưỡi có 315 lưỡi với 315 sườn non, sườn non các bạn, sườn già nha các bạn. 180 anh. Bao rồi. Cắt nhau ở hộp. Dạ, cái hộp đi. Cái này có heo ở vậy đúng không? 220 một ký. Mặc dù trời mưa nhưng vẫn đông khách nha các bạn. Đây là những cái phần giò móc rất là ngon các bạn. À, đây là phần lưỡi heo. Khách tới đông quá là các bạn. Mặc dù trời đang mưa nha các bạn. Xe quay. Trăm ngàn không chị, trăm ngàn
Hôm nay chị bán bánh mì heo quay cũng rất là đắt nha các bạn. Vì sao hôm nay mà trời mưa nhưng mà quầy heo quay của chị Mai vẫn đắt hàng đó các bạn. Thường thì chị Mai bán cũng rất là đắt, nhưng mà hôm nay mặc dù trời mưa hồi nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ nhưng mà khách vẫn tới mua rất đông. Lý giải vì sao? Vì hôm nay là ngày 16 âm lịch đó các bạn. Thì thường thì những người làm ăn và thì người ta cúng vào mùng 2, 16 âm lịch. Và nhất là cái khu này là khu người qua sinh sống nhiều nên họ cúng kiến rất là kỹ, và họ cúng kiến nhiều thì họ sẽ mua thịt quay của chị Mai nhiều đó các bạn. Bởi vậy vì sao hôm nay mặc dù trời mưa cả tiếng đồng hồ nhưng mà khách vẫn tới mua đông nha các bạn. Hai là sao em hiểu? 21 không bán ha. 21 không bán ha. Rồi dưới nữa.
Bay ở mày hả? Có chị khách hàng tới đặt hàng vào ngày 21 tháng 8 âm lịch các bạn, chị, đặt rất là nhiều. Là ngày trước tới một ngày sao đó chứ phải không? Chắc là để đãi tiệc. Coi chặt cọc nói chị là mấy giờ giao đây, nói chị đổi đi. Chị 9 giờ là ngày 21 tháng 8 em giao dự em cái mé trên này chị ha. Còn mà ngày 22 tháng 8 em giao chị phía dưới này chị ha. Dạ, sớm hơn chị ha, khoảng mấy giờ chị? Khoảng 8 giờ, cái gì là 9 giờ được chị ha. Chị khách hàng đặt thịt heo quay của chị Mai rất nhiều các bạn và mang đi tới tận Định Quán và chị được cọc trước 3 triệu. Mấy em 200.000 rồi người đẹp ơi, mình sẽ Khách đông quá các bạn ơi. Chị Mai xả nửa cái đầu heo các bạn. Rồi ok. Rồi về xé ăn. Rồi chị là 200.000 mà đủ xương. Chị ơi để nguyên không chị? Đúng rồi. Trời ơi chị chỗ lấy luôn rồi, ông vừa phải luôn nha. Rồi đi 200.000 để con luôn. Giữ nguyên được không chị? Đặc biệt miếng sườn rất là ngọt đó bạn. Đây mẹ tính tiền ha, hay không? 289 là 29 luôn. Chị không có luôn. Rồi 150 10 cái mì là 16 của chị. Rồi tới ai đi con? Lấy cái dê đầu heo hả? Má heo, má heo hả? Còn má heo nè. Má heo đây nè con. Mấy cái? Nửa má hả? Này cái xương mà. Má còn có mũi. Để lột em lột cho. Để em lột cho. Để em lột cho. Alo. Má ơi, cho lấy đi, cho lấy đi trong cái để xa nhiêu rồi. Anh Tỷ ơi, đầu heo nha em lột Tỷ ơi. Đầu heo. Đưa đây cho. Bình chánh luôn. Ông xã ông điện qua nói kêu đi hoài luôn mà không Bình Chánh luôn á chị. Mua hoài à. Ừ, mối mình mà. Mua hoài luôn á. Bình Chánh lên hả chị. Ừ.
Ông ghiền á, ông xã thì ông ghiền á. Vừa ghiền người heo mà vừa. Ghiền thịt heo chị Mai nghe đó, đúng không? Mà ghiền người ghiền có YouTube nữa. Chị có lên đây mua thường không? Lên đây mua thường lắm. Ở Bình Chánh mới lên mua thường. Bữa lên đây mua da, bữa lên mua. Rất là ngon. Sao ông xã ông ghiền ăn thịt heo quý vị đó. Có ghiền coi YouTube không ghiền? Mỗi em đó, ông khỏi em có đứng góc không? Ổng không muốn là quen, bữa đó ổng muốn không giờ trễ quá đi. Ổng thấy ổng mua chỗ khác gì, ổng văng luôn, ổng nói. Thôi từ đây sao? Anh mới mua hôm kia, nhưng mà qua anh kia đi với em đi. Coi chị Mai xẻ cái đầu heo nha các bạn. Đó, cái phần lỗ tai. Không có nhậu không? Không gì đó. Ăn không nè, ăn bánh mì không? Rồi chị xẻ cái phần mũi heo đó các bạn. Lấy phần nhất lấy nhiêu ạ? Phần nhất lấy tiền hả? Một ký rưỡi giò. Cái giữa giò giá 250 tất cả. 420 tiền giò có anh tiền giò. Bốn mùa ẩm thực. Ở đây chị Mai cũng nhiều người quay lắm. Lấy giùm đi. 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 Chị Bình Chánh chị ở chỗ nào chị? Qua cầu Bình Điện. À, cầu Dừa Nguyên Linh. Ừ. Xiền quá, chạy từ dưới lên mua. Dạ. Rồi ghé mua rồi chút về. Thương chồng quá. Rồi, 100 ngàn của ai nè? 100 ngàn của chú ơi, chặt hơn thêm không? Chặt chú. Ơi, chặt không? Chặt chú, chặt rồi, coi chị Mai xẻ cho cái giò móng nè bạn. Xẻ đôi ra. Chặt nào không? Chúng tôi chị Mai chặt sườn. Chút về mở coi nữa nha, chút tôi lên mở coi tôi like chứ. Comment luôn. Đây 140 tiền. 50 ngàn ba rồi. Chị lớn quá. Em ơi, cho đi cho Mai. Rồi lấy gì á? Lấy gì? Hai cộng dài không? Dài 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 được rồi, hai cộng. Nó chặt không? Nhỏ không? Chặt không? Phải chặt chơi không chặt. Rồi em 160 qua đây đi. Rồi em lấy gì con? Không chặt không? Rồi mỗi ngoài 200 ngàn nhiêu nữa đi. Quầy heo quay của chị Mai đông quá các bạn ơi. À, trời cũng vừa dứt cơn mưa quá đông à, có lẽ là vỡ trận luôn đó. Các bạn vừa xem một số hình ảnh về chị Mai bán thịt heo quay ở chợ Bình Tiên. Các bạn nào ở gần xa có dịp đi ngang khu vực này, các bạn ghé mua và thưởng thức cái heo quay của chị Mai để xem nó ngon như thế nào nha. Mà rất là đông khách, rất là hút khách, và đặc biệt hôm nay rất là đông nên bán hầu như là 4-5 người bán không kịp luôn đó các bạn. Mình xin kết thúc video ở đây nha. Các bạn xem nhớ like, chia sẻ, các bạn đăng ký kênh giúp mình nha. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Thank you.